được chị em nội trợ khen nức lòng với những món ngon tròn dinh dưỡng. Nồi chiên hơi nước Kale Steam Pro có gì lợi hại? Là sự kết hợp hoàn hảo, độc đáo giữa công nghệ hấp siêu nhiệt Steam Active và công nghệ chiên không dầu Rapid Air, Kale Steam Pro giúp bạn chạm đến trải nghiệm ẩm thực phong phú. Từ hấp ngọt đến chiên giòn, từ vị ngon truyền thống tới món ăn hiện đại. Tất cả đều được nấu thật nhanh, thật ngon, thật dinh dưỡng với Kale Steam Pro. Chiếc nồi được hoàn thiện với thiết kế mạnh mẽ, hiện đại và không kém phần sang trọng. Đi cùng trang bị màn hình cảm ứng thông minh, nấu ăn ngon chưa bao giờ dễ dàng đến như vậy. Với 4 chế độ chỉnh tay bao gồm hấp, chiên không dầu, chiên hơi nước, phun xương cùng 5 chế độ cài đặt sẵn, ai cũng có thể trở thành siêu đầu bếp. Nồi sở hữu dung tích lớn lên tới 15 lít, thích hợp cho cả những gia đình đông thành viên. Cùng với đó là giải nhiệt từ 40 tới 230 độ C, giúp bạn nấu đa dạng món ăn, đáp ứng sở thích ăn uống của mọi thành viên trong gia đình. Toàn bộ nồi Kale Steam Pro đều được sản xuất từ những vật liệu cao cấp nhất, với lòng nồi từ inox 304 an toàn. Các phụ kiện phủ chống dính PFOA, PFOS free, không chứa chất gây ung thư, thân thiện với sức khỏe. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm cùng gia đình thưởng thức những bữa ăn ngon khỏe. Sau mỗi lần nấu nướng, bạn cũng chẳng cần lo dọn dẹp tốn thời gian. Với công nghệ hơi nước siêu nhiệt làm mềm chất bẩn, mọi vết bẩn sẽ được làm sạch trong tích tắc. Trở thành siêu đầu bếp tại gia, dính ngay nồi chiên hơi nước Kale Steam Pro. Sản phẩm được bảo hành 24 tháng và miễn phí giao hàng toàn quốc. Liên hệ mua hàng nhanh nhất qua hotline 1900 1850 hoặc truy cập website kale.vn.